Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam Unwrap nhận được 8 đồng token bốc đúc bốc LFTS. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 8.888.000, tám gọi là hơn 8 triệu 8 triệu 8 nha, và đã có 1.961 tài khoản holder, đã phát sinh 4.980 lượt giao dịch. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamadrop.net, link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình, ký hiệu book, rồi nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamadrop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Rồi ở đây có thể các bạn có thể mở ra một số vốn nhỏ ra để mua và chờ cơ hội nhiều lần tài khoản. Nếu bạn cờ lao thì các bạn nhấp vào phần này. Mua thì min là thấp nhất là 0.05 BNB nhé. Mua tối thiểu là mua cái số lượng ít nhất 0.01 BNB. Còn nếu bạn cờ lao thì bạn nhấp vào phần này. Chúc mừng. Đó, yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối với ví. Giga là 0.0005553 BLB nhỉ. Các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clamadrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất nhé. Đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái dự án miễn phí phần thưởng token nào cả. Tất cả các dự án đều bởi mình cập nhật lên trên đây hàng ngày nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Remetalo, MXC, OKX, Kobe và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã dẫn các bạn cách để Clam nhận được 8 đồng token book LFTS. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Rồi, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.